trả đồ chơi lại cho chị nào. Không nha, chỉ còn cách này thôi. Ôi không, Pikachu của em. Cậu giải thích thế nào đi? Không phải do mình mà, mình bị oan. Đây là chứng cứ phạm tội. Cậu đã bị bắt. Đừng còng tay mình lại mà. Cậu nên nghĩ đến điều này trước khi hành động rồi chứ. Mình sẽ không để chuyện này xảy ra. Wednesday sẽ không bị bỏ tù đâu. Tất nhiên là không rồi. Không ai có thể chống lại cơn cù lét này đâu. Cậu có biết mình đang tấn công cảnh sát không đấy? Bỏ tù ngay đi. Bất công quá đi thôi. Cả cậu nữa. Mình sẽ giải thích mà. Nhìn vào camera mà không được bày trò nha. Đợi mình một lát để mình điều chỉnh khuôn mặt đã nào. Mình phải thật xinh xắn. Sẵn sàng rồi. Mắt mình. Đầu mình. Ui, mình không cố ý đâu. Ở trong tù đúng thật là đáng sợ quá đi. Chào mừng cậu. Mình đã ở đây khá lâu rồi đấy. Trò đùa quái quỷ gì thế này? Thêm nữa, đây là những em thú cưng. Mình thích lắm. À, nhện kìa, mình ghét nhện. Sao cậu lại ghét những em bé đáng yêu này chứ? Lại đây nào, baby. Em làm cậu ấy sợ đấy. Inis, cậu đang làm gì thế? Mình dọn dẹp đống mạng nhện này. Từ từ thôi. Đừng lấn chiếm phần của mình đấy. Nhìn xem này. Đống mạng nhện này sẽ biến mất thôi. Lần cuối họ dọn dẹp là khi nào vậy ta? Cậu khó chịu chuyện gì chứ? Bình tĩnh nào bạn yêu. Đống mạng nhện này sẽ ở đấy thôi. Như này đã ổn hơn rồi. Cậu ấy chẳng biết chút gì về thiết kế đương thời cả. Uống cà phê thôi nào. Cốc của mình mà. Là của mình. Vòng tay của mình. Ui. Mình sẽ bảo lãnh cậu ra. Gì đấy? Cậu nghĩ mình thoát được sao? Đưa tay lên. Quả chuối à? Súng đâu rồi ta? Mình sợ quá đi à. Mình lấy rồi nha. Đúng là cả gan. Cậu sẽ không thoát được đâu. Mình sẽ gọi cứu viện đến. Jackie đến rồi đây. Có thể làm gì được mình chứ? Cậu gây sự nhầm người rồi. Jackie à, lo liệu bàn tay này nha. Cậu sẽ bị phạt nặng thôi. Dưỡng ẩm cho chân. Quá muộn để bày tỏ lòng từ bi rồi. Không ai cứu được cậu đâu nha. Wednesday à. Thiên, làm ơn, đừng chết mà. Dùng biện pháp CPR, chắc sẽ có cơ hội. 1, 2, 3. Cứu sống Thiên đi mà. Hãy giúp mình like đi. Hãy tỉnh lại đi mà, xin cậu đấy. Ngon quá đi. Mình thèm chết mất thôi. Cho mình miếng với được không? Mình có ý này nè. Hả? Ồ hay đấy. Mình thích nha. Hãy thực hiện kế hoạch ấy đi nào. Bánh ngon quá à. Cậu ăn không? Đây này. Cảm ơn nha. Ui, bánh to quá đi. Không được, mình không ăn được. Nếu cậu không ăn thì mình ăn giúp nha. Ngọt quá à. Cậu ta sẽ ăn cả cái bánh trước khi chúng ta nếm được mùi vị mất. Wednesday à, cứu với. Lộn xộn quá đi thôi. Cảnh sát, người sẽ bảo vệ chúng ta. Bây giờ mình đã có được bằng chứng về sự tàn ác của họ rồi. Ôi, mình cười hơi quá đà rồi thì phải. Các cậu à, mình đã gửi video này đến hết bạn bè mình rồi. Các cậu cũng chia sẻ cho bạn các cậu nữa nha. Mọi người cần được biết hết sự thật. Cảm ơn mọi người. Lại đây nào. Sao cậu lại phá hỏng món đồ chơi thế? Mình chẳng làm gì hết. Cậu không thoát được đâu. Mình có bằng chứng đây này. Bức ảnh của cậu. Gì? Cái này không đúng. Mình chưa bao giờ làm thế hết. Mình đến rồi đây. Bàn tay này sẽ dính vào đống rác rối cho mà xem. Nói ra nhanh, nếu không bàn tay sẽ xong đời. Không nha. Nói lời từ biệt với bàn tay đi nào. Hả? Thật không công bằng mà. Cậu thua rồi nha. Jackie à, thay đổi kế hoạch đi. Nhanh lên. Bạn của cậu chính là mục tiêu tiếp theo. Bận điện lên nào. Inis thậm chí không cần phải đến công viên giải trí rồi. Jackie à, tăng điện lên đi. Xong rồi đấy. Mạnh lên nữa đi. Chúng ta vẫn chưa xong đâu. Bỏ trò đùa sang một bên đi. Đáng sợ chứ kìa. Jackie, nghe kỹ đây. Phế cậu đây sao?
gì thế này? Mình sẽ sơn lên chút màu nha. Không à? Không. Cậu không thể kiểm soát hết được những thứ ngớ ngẩn như này đâu. Món đồ này hay đấy. Ôi, gì? Đủ lắm rồi. Mình chán ngấy với mấy trò nghịch của cậu ấy rồi. Mình tiêu rồi. Tất nhiên mình sẽ sa thải cậu. Cậu không còn là cộng sự của mình. Đừng đá mình đi mà. Mình không còn chỗ nào để đi hết. Mình đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Ồ, cảnh sát Dracula kìa. Anh chàng sẽ đồng hành cùng mình thôi. Mình đã sa thải Chucky rồi. Cậu biết mà. Mình không muốn ngủ trên đường đâu. Các cậu à, mình nên chọn ai bây giờ? Chucky hay là Dracula? Hãy bình luận bên dưới nha. Mình sắp qua mức này rồi. Nhanh nào, di chuyển thôi. Ui, mình chơi hơi lâu rồi thì phải. Nghỉ ngơi 5 phút thôi. Cuối cùng cũng đã ngủ. Hành động thôi. Chiếc búa này không tốt lắm. Mình sẽ thử dùng cưa. Wednesday à, thật thô bạo quá đi. Cưa cũng không được. Pháo nổ. Cái này chưa bao giờ làm mình thất vọng hết. Wow, thật đấy hả trời. Mình tỉnh rồi. Hình như vừa nghe thấy tiếng gì đó thì phải. Mấy thằng sắt này còn nguyên. Không tin được mà. Mình phải rời khỏi đây mới được. Mình không hiểu sao cậu lại căng thẳng đến thế chứ. Nín thở lại và trốn đi thôi. Như này nè. Hả? Sao có thể chứ? Để xem cậu ấy có gì ta. Ôi không, cần phải có mật khẩu. Các cậu à, giúp mình với. Hãy bình luận bên dưới nha. À, à, đừng dùng đồ người khác mà không xin phép nha. Mình có kế này, nghe kỹ nha. Yeah, hiểu rồi. Còn hơn Trang nữa thôi. 1, 2, 3. Bây giờ mình thấy không khỏe lắm. Cứu, Init qua đời mất rồi. Gì chứ, ai cho phép chứ? Cậu ấy ngất liệm rồi. Mình đã học qua lớp sơ cứu, do đó mình biết nên làm gì. Đừng lo nha. Đây là khi mình học được sự thật. Thiên, giúp mình tìm giấy nào. Đây rồi, hả? Đây là cậu ấy mà. Cậu ấy giả dạng mình suốt hay sao? Cậu ta đúng là chuyên gia ăn cướp mà. Phải trả thù mới được. Mình có kế hoạch này. Init, chuyện khẩn cấp đây. Gặp cậu sau nha. Ok, bye. À, nhện. Cô đang đuổi theo tên tội phạm. Này, cái gì đấy? Là cậu. Mình thấy mệt quá đi. Cậu chính là tên ăn trộm. Trước kia, xử lý cậu ta đi. Cô là một cảnh sát gương mẫu. Mình đã thấy bằng chứng phạm tội rồi nha. Không ai được ăn hết. Ồ, thật sao? Còn giờ thì sao? Bằng chứng đây. Đầu Pikachu. Không, mình sẽ không nhượng bộ đâu. Cô không được đi đâu hết. Mình vừa mới thấy gì vậy trời? Đứng lại. Mình sẽ không để cậu đi. Công lý đã được thực thi. Chucky, đến đây. Công lý đã đến. Cậu đã bị bắt. Không, là do Wednesday bày trò mà. Mình buồn quá đi mất. Này, thả mình ra đi. Mình nhận tội rồi. Chúng ta có nên nghe không nhỉ? Bây giờ cậu ta đang thú nhận. Ok, nói mình biết sao cậu lại đổ tội cho mình. Vâng, mình sẽ nói mà. Hôm đấy là ngày đầu tiên mình đến lớp. Mình đến ngồi vào chiếc ghế trống. Nhưng ai đó đã để chiếc gối lên trên đấy. Mọi người đều bật cười. Đấy là một ngày tồi tệ trong đời mình. Mọi chuyện đều do Wednesday làm hết. Tội nghiệp Jenna, đừng đổ lỗi cho mình mà. Thì nó chịu phạt rồi. Mình đã biết lỗi. Mình đã quay về vị trí ban đầu. Cái gì đấy nhỉ? Pokemon à, cái này không nên ở đây. Sao mình lại nằm trên sân thế này? Oh, Wednesday, chị là nhất. Yêu chị nhiều. Ash. Ash.
mình cũng thích bạn lắm. Wednesday, sao ai cũng phát cuồng vì Wednesday vậy? Sao họ không yêu mình nữa? Lại là thứ tư, đủ lắm rồi. Mình còn chả thích thứ tư. Sao nổi tiếng thế nhỉ? Lúc nào cũng có thú cưng bên cạnh. Phải ha, đó là thứ mình cần. Thiên. Thấy rồi nha. Được rồi, bỏ tay ra nào. Bạn bị sao thế? Ui. Ừ nhỉ, phải đặt 7 kem dưỡng. Mọi nhữ mềm mịn luôn. Đến đây nào Thiên ơi, đến đây. Kem dưỡng yêu thích. Yeah, mắc bẫy rồi. Giờ thì khỏi thoát nha. Bàn tay biết đi. Thiên, bạn phải biến mình thành Wednesday. Mình muốn giống bạn ấy. Rõ chưa? Ok, chuyện nhỏ thôi. Đây là đâu? Chỗ làm thí nghiệm sao? Bạn là ai? Mình là bác sĩ Frankenstein. Có thể biến bạn thành bất cứ ai. Phẫu thuật thôi nào. Sẵn sàng chưa? Không, đừng mà. Bạn muốn gương mặt thế này nhỉ? Không, không, không. Bệnh nhân đâu rồi? Không phẫu thuật nữa. Về nhà thôi, Pika. Ngồi đi, chú chuột điện. Bạn nghĩ bạn là ai hả? Bắt đầu biến hình nào. Bạn trang điểm sao? Mình sợ nhện lắm. Thôi dẹp đi, cứ trang điểm thôi mà. Đựng đồ của Wednesday đó. Nè, làm mỏm bạn đi. Cảm ơn. Bắt đầu nào. Mắt màu tối sẽ tốt hơn đó. Vẽ bọng mắt dưới nào. Môi đen. Tối hơn nữa mới được. Tạo khối xương gò má nào. Bén như mấy câu chữ của Wednesday vậy đó. Mình cần son bóng. Mà mở bằng một tay hơi bị khó nha. Này các bạn, ấn nút thích để giúp mình mở nắp cây son và trang điểm cho Pikachu nha. Tuyệt, cảm ơn. Xem nào, rất là được luôn. Mình hết giống Pikachu rồi nè. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn nha. Bình tĩnh, Pika. Thay đồ thôi nào. Ôi trời, Wednesday đâu có mặc màu vàng. Mình không có gì để mặc luôn. Ui. Oh yeah, đồ biến thành đen hết rồi. Mặc cái nào cũng được luôn. Sao thế này? Quần áo, các bạn đi đâu thế? Cháy hết rồi. Mặc gì bây giờ? Yêu, sao cái này lại ở đây? Thiên, sao bạn đi bới rác thế? Mặc thử đi. Chắc không vậy. Được. Đẹp quá đi thôi. Mọi người sẽ mê mình cho xem. Hả? Sao nhiều rác vậy? Mặc đầm này mà họ cũng không thích. Ủa Thiên, mình chịu khổ, còn bạn thì hưởng thụ sao? Thế mình lấy găng tay bạn thích nha. Cho nó tiêu đời luôn. Đừng mà. Bạn muốn gì mình sẽ chịu hết. Để mình may đầm mới cho bạn. Ok, chắc là may được không đó. Mình thích đầm này hơn nè. Cảm ơn nha. Tất cả vì bạn thân yêu. Tóc mình không suôn mượt nổi. Nhiễm điện nên rối nùi. Cứ như hoa bồ công anh ấy. Bình tĩnh Pika. Kẹp tóc là được thôi mà. Hắt hai bím tóc nào. Sẽ ổn thôi. Ôi không, nữa rồi. Chạy mãi mệt lắm rồi. Đúng là thảm họa. Sao làm gì cũng không được hết. Tất cả là tại tay mình. Phải thử điện đi mới được. Găng tay cao su chắc sẽ có ích đây.
Thêm tí dầu mượt tóc. Thế là tóc mình sẽ mượt như lụa rồi. Xinh ghê. Hai bím tóc xinh xinh. U là trời. Còn một vấn đề nữa, làm sao giấu đuôi vàng bây giờ? Phải trang trí thôi. Sơn màu gì đây nhỉ? Xem nào. Không không. Tua lẹ đi. Màu này được nè. Làm sao với đôi tay bây giờ? Cũng cần phải chỉnh lại. Mình có ý tưởng rồi. Nướng lên cho nó có màu tối luôn. Sao rồi nhỉ? Không thành quả quá đi mất. Oh yeah, tay mình có màu tối phù hợp rồi nè. Phải mua len nữa. Wow, nhiều loại để chọn ghê. Bao nhiêu thế? Pokemon nghèo sao mua nổi. Mình còn thất nghiệp nữa chứ. Mình có ý này. Điện thoại giúp mình nha. Chiến dịch lấy len bắt đầu. Thấy rồi, len của mình. Thấy rõ quá nè. Mình nên dùng túi nhỉ. Bóng Pokemon thường không hợp cho lắm. Mình nên nghĩ ra thứ khác nhỉ. Biết rồi, mình sẽ biến bạn thành nhện. Đầu tiên, bỏ đống đồ trang trí với dây khóa nào. Tiếp theo, bọc bóng lại bằng lớp lông đen. Wow, tuyệt quá đi. Chỉ còn thiếu 8 chiếc chân lông nữa thôi. Dán mắt nhện vào nào. Chào chàng đẹp trai. Ăn chút dán đáng yêu đi nè. Wow, dễ thương quá đi. Chiếc túi hộp với mình phiên bản mới rồi đó. Xong xuôi rồi. Wow, và mình với Wednesday như sinh đôi luôn rồi. Như hai giọt nước. Không, chưa giống Wednesday đâu. Dẹp nụ cười của bạn đi. Phải u ám lên mới được. Ok, chuyển sang kế hoạch B. Cái gì đây? Thiên, mình đâu muốn thế này đâu. Sẵn sàng thành Wednesday thực thụ chưa? Cảm giác hay ghê. Nhột nữa. Dễ thương quá đi. Mèo con là điểm yếu của mình. Đủ rồi, mình không chịu nổi nữa. Đáng yêu quá đi mất. Cất nó đi. Không, bóng Pokemon đang gặp nguy. Bạn phải ủ rũ. Tuyệt, đúng biểu cảm đó rồi. Giữ nguyên khóe môi xem nào. Thấy chưa, làm Wednesday đâu phải chuyện dễ dàng. Yeah, giờ mình hiểu rồi. Này, bình tĩnh. Mặt mình cháy hết rồi nè. Ui, xin lỗi. Nè, bôi kem chống nắng đi. Chúc may mắn nha. Mình sẵn sàng nổi tiếng rồi. Sắp sẵn sàng. Ủa, sao lạ vậy? Ôm mình đi. Miễn phí đó, ai ôm không? Thôi mà. Ủa, sao mình làm gì cũng không nổi tiếng nổi thế? Số cuộc Wednesday có gì đặc biệt chứ? Chào, mình kết bạn nha. Được. Wow, mình lại là mình rồi. Ồ, bạn Pokemon đáng yêu quá đi. Trông tuyệt lắm. Mình yêu bạn, Pikachu. Wow, cảm ơn đã giúp mình nha. Bạn tốt mến của mình. Đủ rồi. Pikachu, mình đã tìm bạn khắp nơi luôn đó. Đi thôi nào. Chúc may mắn Wednesday. Tạm biệt. Pikachu, mình chọn cậu. Pikachu, ra chiêu đi. Pokemon của mình mạnh hơn. Tiến lên Sneasy. Pikachu, cậu bị thương mất rồi. Làm sao đây? Không. Mình sẽ cứu cậu. Mặt nạ thở oxy đâu? Có rồi. Thở đi nào. Ôi không, pin yếu mất rồi. Lối ra ở đâu? Còn 10 phút nữa thôi là pin sẽ cạn hoàn toàn. Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.
mình sẽ đổ đầy trứng gà thượng hạng vào bồn. Cậu chắc chắn sẽ thích. Lòng đỏ cuối cùng và bồn đã sẵn sàng. Pikachu, tiến lên. Này, có chuyện gì vậy? Đấy là trứng của Pikachu à? Tốt, mình sẽ lấy Pokemon từ đống trứng này. Mình sẽ gõ vào chỗ này và chỗ kia. Hay lắm, nó đang nở rồi. Pikachu, gặp cậu mình mừng quá đi. Có cảm thấy khá hơn không? Không à, ôi, chúng ta gặp rắc rối rồi. Pin của cậu sắp cạn hết rồi đây. Mình sẽ cố lấy nó ra. Đã ổn. Pikachu, tốt rồi. Pin đang dần tăng lên. Được rồi. Mình phải bỏ pin vào đúng chỗ, càng nhanh càng tốt thôi. Phải nhanh lên. Xong rồi. Thêm băng gạc. Tốt, mình thành công rồi. Pikachu. Ôi không. Này, đừng bỏ mình, xin cậu đấy. Ồ, à, cái gì đây? Pikachu, đừng. Mình không bỏ cuộc đâu. Đã ổn. Dạ, Pikachu, cậu vẫn còn sống. Thành công rồi. Pikachu, mình thấy vui quá đi. Ôi, Pikachu. Có hơi quá rồi. Mình không cố ý đâu. Chỉ là tai nạn thôi. Mình phải đi đây. Pikachu trở lại rồi. Thật là may quá đi. Pikachu, mình sẽ trở thành người huấn luyện Pokemon giỏi nhất. Ui. Đầu mình. Cậu đừng làm như thế nữa đấy. Hả? Pika Pika Pika. Ồ, tội sai đất quá. Phải giúp cậu ấy thôi. Nhịp tim của Psyduck biến mất rồi. Mình nên làm sao đây? Mình có ý này. Điện năng, đừng làm mình thất vọng nha. Tốt lắm, cậu làm được rồi. Này, cậu đã trải qua một đoạn thời gian khó khăn rồi. Mình đã khâu lại cả. Tốt lắm Pikachu. Gì đây? Kinh khủng quá đi. Dụng cụ. Mình sẽ cố dọn dẹp hết đống này. Mình sẽ giúp. Mình sẽ cần đấy. Ôi, đáng yêu quá đi. Pikachu, gì vậy? Ngon lắm đấy, cậu muốn ăn không? Ôi, cậu ra chỗ khác ăn đi. Bong bóng đất sét khô. Đúng thứ nhỉ. Người mình đầy bong bóng rồi. Đây này, mình sẽ lấp đầy chỗ trống với bong bóng khí. Như vậy thì Psyduck đã ổn rồi. Mình chỉ cần khâu vết thương lại thôi. Pikachu, giúp với. Cứu được một Pokemon rồi. Psyduck, bọn mình vẫn còn chưa xong mà. Bọn mình sẽ tân trang cho cậu. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Tóc ha. Kiểu tóc được tạo bởi dân chuyên nghiệp. Với cái này thì chỉ cần một cây uống là đủ. Thêm cặp lông mi dày nào. Tuyệt. Ồ, cái gì thế này? Bộ tóc này phải đi sửa đi thôi. Dày quá. Làm ấm người rồi vào việc nào. Đây, cậu tự nhìn đi. Mình không rời mắt nổi đấy. Yeah, mình có bạn thật rồi. Làm ơn, hãy ngỏ lòng tốt đó với bạn Pokemon đói bụng này đi. Thật là rộng lượng. Cảm ơn nha. Kiếm tiền dễ thật. Mình sẽ giữ lại. Đấy là tiền của mình mà. Trả lại đây. Sai, sai. Hả? Có Pokemon gặp rắc rối.
Đứng yên, bọn mình phải giúp thôi. Cậu có ổn không? Mình thấy mệt quá đi. Tội cha Bender quá. Đủ rồi đấy, chúng ta đưa cậu ấy đi bệnh viện thôi. Cha Bender, bọn mình sẽ cho cậu tắm bồn nha. Cậu sẽ mê mẩn xà phòng này cho xem. Cắt ra thành cục để nó tan vào trong nước nhanh hơn. Để mình giúp. Nhiều xà phòng thì sẽ nhiều bọt. Bọn mình tăng tốc đi. Xà phòng mai. Đại bác, né đi. Bồn tắm sẵn sàng. Nhưng Charmander đâu rồi? Bồn tắm của cậu đây này. Bọn mình sẽ chà rửa cho cậu thật sạch sẽ. Trông cậu sẽ đẹp như mới vậy. Thành công rồi. Đập tay nào. Mình sẽ giúp cậu trông thật đáng yêu. Cậu có thích tiệm làm đẹp không? Mình thì thích lắm. Chúng ta bắt đầu trang điểm nha. Lông mi dày sẽ giúp mắt của cậu nổi bật hơn. Tiếp đến là môi. Xem chúng mỏng thế nào kìa. Hay quá đi. Làm sao mình giúp cậu sống lại đây? Không có gì hiệu quả hết. Tất nhiên rồi, nụ hôn là liều thuốc lợi hại nhất. Chuẩn bị nha. Ôi không, nụ hôn phải là của mình chứ. Pikachu, cậu đừng chen ngang mà. Không thì mình sẽ nhốt vào quả cầu đấy. Được rồi, hôn đi Charmander. Chào, cậu cứu mình rồi. Dạ, cậu là Pokemon của mình nha. Mơ đi, mình đã nói trước rồi mà. Này, để xem ai là người mạnh hơn. Mình sẵn sàng chiến đấu đây. Ow, ow, trận chiến kịch liệt quá đi. Charmander, Pikachu, hai cậu suýt thì chật điện mình mất. Không biết ai sẽ thắng đây. Phải đi lấy chút bỏng ngô thôi. Nước. Nước sẽ tiếp thêm năng lượng cho cậu đấy. Ôi không, quá nhiều năng lượng cho một Pokemon rồi. Đủ rồi, Pikachu, mau vào quả cầu đi. Tốt hơn nhiều rồi. Tiếp theo, Charmander, cậu cũng vào quả cầu đi.